Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với các bạn cái cách mà mình tạo một cái cây mai vàng bonsai từ nhỏ. Và có một cái hình ảnh minh họa cái mai đã chơi thành phẩm á cho các bạn xem. Thì cái cây này mình nuôi được 10 tháng này, trồng được 10 tháng. 8 tháng, 10 tháng gì đó. Cách đây là cách mình vô nhôm. Thì các bạn phải vô nhôm có khoảng 2-3 nước thì nó mới chết theo cái chiều mà mình tính nha các bạn. Tức là các bạn có thể vô nhôm bằng dây băng keo đen, dây băng keo dán điện cũng được. Mà vô dây kiến cũng được, nhưng mình thích vô dây kiến. Lý do là tại vì dây kiến nó không có nó quấn nó hở như vậy nè, thưa vậy nè, giúp cho cái cây nó thở được, cái da của cái cây nó bị thở, nó thở được. Còn mình quấn băng keo á, nó khi mình quấn dày quá, cái da cây nó bị ngợp, nó thiếu sức sống, cái cây nó sẽ bị ốm. Đó là cách của mình tính thôi nha, chứ còn thực sự mà quấn như gì cũng được, vô nhôm các bạn quấn cũng được. Nhưng mà các bạn quấn cái kiểu lò xo này thì mà quấn cái vô nhôm kia thì khi xả ra nó rất là cực. Cho nên theo mình là các bạn cứ vô dây kiến như mình, nó đỡ tốn tiền. Ví dụ như cái cuộn băng keo màu đen mà băng keo điện á, chúng ta mua hết 40.000 rồi. Mà trong khi dây kiến là chúng ta mua có 10.000 là chúng ta xài được biết bao nhiêu mà nói. Đó. Thì cái cây mai này là một thân mà nó lên hai nhánh. Không phải tự nhiên mà nó lên hai nhánh. Rồi chúng ta bẻ co dán quái. Và sau đó cái chỗ mà co này nè, nó sẽ mọc lên cái nhánh khác. Để mình cho các bạn xem cái cây mà mình bẻ co rồi bắt đầu nó mọc lên cái nhánh khác. Đây nè các bạn ha. Các bạn thấy chưa? Cái dáng này là dáng quái mình bẻ co. Đó, mình bẻ dáng quái. Thì khi mình bẻ thì nó thường hay có mọc một cái mầm ở lên chỗ này, hoặc chỗ này, hoặc chỗ này, hoặc chỗ này, nó sẽ mọc lên trên nhiều lắm. Đây nó mọc nhánh đây nè. Thì ví dụ như các bạn không muốn chơi cái nhánh này, cắt bỏ, chúng ta giữ một cốt thôi. Đó là cách gọi là giữ một cốt dán quái đó, dán bò, các bạn thấy không? Thì nó sẽ mọc đây, các bạn dưỡng để chơi cái dán bonsai, chúng ta quấn thêm một cốt nữa, một thân nữa thì nó ra hai nhánh. Để về cái cây này, giống như cây này chúng ta chơi một thân thì chúng ta không cho nó mọc lên chỗ này nè, chỗ này nó mọc lên rất nhiều, các bạn thấy không? Bóp bỏ, bẻ bỏ, mọc lên bẻ bỏ, giữ một thân thôi. Còn ví dụ như các bạn kiếm được một cái cây như thế này thì thường thì một cái cây mai mà chúng ta ương hộp đó, nó sẽ lên hai nhánh cũng có, chứ không phải là không, nó lên hai nhánh cũng nhiều lắm. Nhưng mà đa số chúng ta bẻ co thì nó sẽ mọc lên như cái nhánh như lúc nãy mình có quay cái cây kia cho các bạn xem đó. Thì chúng ta sẽ giữ lại, muốn chơi gọi là xâm hỷ long môm á, xâm hỷ là hai niềm vui á, thì chúng ta giữ kiểu này để uống cái cây nó quái. Nó mình quay gần cho các bạn xem ha. Ở dưới nó lên chừng 1 cm thôi là mình nó chẻ hai nhánh. Hoặc là như cái cây lúc nãy, cái cây này chúng ta không để dán một cây, chúng ta thích chúng ta để cho nó lớn hơn chút xíu nữa. Đó. Lớn chút xíu nữa thì chúng ta vô nhôm. Vô nhôm với chúng ta đánh lắc ngược lại, lắc lò xo lên nữa thì nó ra được là cái dáng quái nữa rồi. Thì như cái cây mà trong hình mình úp á thì các bạn cứ sưu tầm và uống cây mai con từ nhỏ, nó mới sẽ tạo cái giọng ngặt được. Chứ còn mà chúng ta để lớn thì chúng ta uống kiểu này không được. Cái đó là mình bảo đảm với các bạn luôn. Rất là khó. Này cũng giống như bên đây, mình cũng vô nhôm y gì, cũng nó mình bẻ co xuống cái đầu ở đây nó mọc lên một thân, một nhánh nữa, mình giữ luôn, mình vô nhôm mình lắc nó luôn, nó tạo một cái nhánh cái thân quái quái dị luôn á, các bạn thấy không? Đó, như cây bên đây thì mình đã cố gắng giữ nó để mình chơi theo cái kiểu mà mới á, chứ còn bây giờ dán quái nhiều người làm lắm, dán gì cũng có, một số anh em chơi sành rồi nhiều thứ, tạo nhiều cái dán rất là độc, rất là đẹp. Thì mình học hỏi và mình trao dồi kinh nghiệm ở trên YouTube cũng như một số anh em trong hội mai vàng á, có nhiều cây nó rất là độc, thì mình cũng đang tập tành chơi.
cho nên là có nhiều điều sơ sót thì mong anh em bỏ qua cho, chỉ dạy mình thêm, góp ý cho mình để xây dựng một cái clip nó hoàn hảo và cho ra đời những cái tác phẩm mai vàng rất là độc đáo nha các bạn. Đó, thì cái cốt này các bạn không có nên quýnh gần quá. Quýnh gần quá thì nó bự lên á, mỗi một cốt nó, mỗi một thân nó sẽ bự lên 30 thôi là nó đã khít rồi. Cho nên chúng ta giãn hơi thưa ra, có khoảng là gần 1 gang. Thì khi nó bự lên có khoảng 30 hoành hết thì nó đã liền một khối. Cái gốc này nó sẽ liền một khối lại. Thì lên trên đây là cái hai thân. Thì lúc đó cái cây nó sẽ tạo ra một cái đế rất là nó u nặng cục, nó quấn quạnh cục như trong hình vậy đó. Thì nó sẽ cho một cái cây bonsai rất là độc đáo nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip này. Nếu các bạn thấy clip này hay thì các bạn like và chia sẻ ủng hộ mình ha. Mình xin cảm ơn các anh em đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh YouTube Một Thoáng Quê Hương trong suốt thời gian qua. Xin chúc anh em luôn thành công và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha.